Rồi, ok. Hello mọi người. Thì cô xin tự giới thiệu, cô là Trần Thị Thảo Ngọc, là giáo viên Anh Văn lớp 12 của trung tâm NQH. Thì hôm nay như cô đã hứa với mọi người là cô sẽ sửa cho mọi người hai cái bài reading trong đề chinh phục số 1 mà cô vừa mới livestream vào lúc 8 giờ tối. Được ha? Trước khi mà cô đi vào cái phần sửa bài á, thì cô xin quảng cáo một chút xíu cho mọi người về cái dự án sắp tới của các thầy cô tìm tiếng Anh trong trung tâm NQH. Đó là gì đây mọi người? Thì đây, sắp tới chúng ta sẽ có một cái kỳ thi thử online mọi người. Thì đây là một cái cơ hội vô cùng là quý giá cho những bạn nào mà đang là học sinh của lớp 12 và chuẩn bị thi đại học. Rồi, do là cái kỳ thi thử này đó là các giáo viên ra đề sẽ ra đề theo đúng chuẩn format đề thi của Bộ Giáo dục luôn. Vậy cho nên là mọi người sẽ được cọ sát với lại đề thi giống y như là đề thi thật vậy đó. Và mọi người sẽ được thi trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đúng 1 tiếng đồng hồ theo như cái áp lực phòng thi mà khoảng chừng 3 tháng sau là mọi người sẽ trải qua. Thì cô xin nói sơ qua về cái thể lệ cuộc thi như sau ha. Thì đối tượng tham gia dự thi kỳ này của mình á, chính là tất cả các thành viên trong group chinh phục NQH. Tuy nhiên là chỉ là những học sinh đang học lớp 12 thôi. Còn những em nào mà lớp 10, lớp 11 đó thực ra cũng có thể thi cho vui mọi người. Thầy cô sẽ gửi kết quả về. Tuy nhiên là để mà được điểm cao và được thưởng như các anh chị lớp 12 thì không có đâu nha mấy đứa. Mấy đứa ráng đợi 1-2 năm nữa rồi mấy đứa sẽ được thi, mấy đứa sẽ được quà sau. Ngày thi của mình sẽ rơi vào ngày 5 tháng 4 là vào ngày Chủ nhật. Thì mấy đứa sắp xếp cho cô một cái lịch hẹn vào ngày Chủ nhật đó. Mình tạm thời mình gác bồ của một bên, mình gác này nọ một bên ha. Để mình có thể tập trung thi cử vào ngày đó cho thật là tốt. Thời gian thi của mình sẽ diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Từ 19 giờ cho đến 20 giờ coi như là giờ tối đó mấy đứa. Được chưa? Rồi địa điểm thi chắc chắn là trong group chinh phục rồi chứ mình sẽ không có thi bên ngoài. Và thể lệ thi thì cô sẽ thông báo, cô sẽ công bố sau một tuần ha mấy đứa. Rồi, clean group thì cô cũng để ở đây luôn cho những bạn nào mà vẫn chưa vào group và vẫn chưa biết group này. Hạn chót đăng ký dự thi thì mấy đứa nhớ dùm cô, nhớ ghi lại cho cô cái ngày này, đó chính là 10 giờ tối vào ngày 31 tháng 3. Được ha, cô nhớ không lầm là ngày hôm đó là ngày thứ tư hay sao á. Thì đó, mấy đứa nhớ là mấy đứa đăng ký vào trước cái thời điểm này hoặc là vừa bấm nút một cái là đóng clean luôn mấy đứa nhớ ha. Tại vì sau 22 giờ ngày 31 tháng 3 là clean nó sẽ đóng lại và mấy đứa sẽ không đăng ký được nữa. Và mình sẽ không có một cái sự chấp nhận nào cho việc đăng ký của Inbox thầy cô đâu ha mấy đứa. Mấy đứa cố gắng đặt báo thức và nhớ giùm cô. Tại vì nếu như mà lượng thi đăng ký đông quá thì lúc đó là cô cũng không thể nào kiểm soát được của Inbox này nọ đâu. Rồi, ok, vậy thì đây là một cái phần quảng cáo ngắn ngủi thôi mà nó đã xong rồi. Thì bây giờ là cô xin phép đi vào cái phần sửa bài mấy đứa trông chờ. Rồi, đầu tiên á, thì hai cái bài đọc này cô xin nhận xét một câu đó chính là nó khá là dễ mọi người. Tuy nhiên á, là cái từ vựng của nó hơi bị khó một chút xíu. Cho nên là những bạn nào mà mạnh về vốn từ á, là chắc chắn hai bài này là sửa đẹp được luôn. Còn những bạn nào mà vốn từ khá yếu thì có thể là sẽ bị sai banh chành. Tuy nhiên á, là bài này thực sự là nó đang ngang ngửa với cái mức độ thi đại học. Cho nên là bạn nào mà làm mà đúng được nhiều câu á, thì mọi người là đã có một cái khả năng cao để có thể lượm được 8-9 điểm đại học rồi. Đó, thì mình cứ cố gắng và mình phấn đấu từ cái mức đó, mình level đó mình phấn đấu lên. Ok ha. Rồi đầu tiên, bài đầu tiên sẽ là bài đọc dễ, bài đọc ngắn. Thì bài đọc ngắn của mình là bố cục sẽ là 5 câu nha mấy đứa. Còn bài đọc dài sẽ là 8 câu. Rồi bài đọc ngắn như sau. What is the main idea of the first paragraph? Thì đâu là ý chính của đoạn đầu tiên? Thì nhớ giùm cô đây là ý chính của đoạn đầu tiên thôi nha mọi người. Đừng thấy main idea xong rồi cố gắng ngồi đọc hết bài là mình sẽ mất rất nhiều thời gian. Rồi câu A. Câu A nó mang nghĩa là những cái dấu hiệu outward là bên ngoài của việc lão hóa có thể được nhìn thấy ở những người già. Câu B là lão hóa nó sẽ xảy ra ở mọi sinh vật sống sau khi mà nó đã đạt đến độ tuổi trưởng thành, sau khi mà cái sinh vật sống đó đã đạt đến độ tuổi trưởng thành. Câu C, những dấu hiệu của lão hóa thì dễ dàng phát hiện hơn ở những động vật hơn là những thực vật. Và cuối cùng câu D, không phải tất cả dấu hiệu lão hóa nào cũng đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Và nếu nói đoạn 1 thì mọi người chỉ cần đọc đoạn 1 thôi. Và không cần đọc cả đoạn đâu, mọi người chỉ cần đọc câu 1 và câu 2 thôi là ra rồi. Được chưa? Rồi câu 1 câu 2 nói như vậy nè. Aging is the process of growing old. Lão hóa là một quá trình già đi. Cuối cùng thì nó cũng sẽ xảy ra ở mọi sinh vật sống. Miễn là provided that nè mọi người. Tất nhiên miễn là căn bệnh hay là tai nạn nó sẽ không thể giết chết được nó trước đây, trước đó. Rồi, vậy thì cái nguyên cái đoạn này ý người ta muốn nói là tất cả mọi người rồi cũng sẽ đều phải trải qua cái quá trình lão hóa. Nhưng mà
Dù miễn là không có một cái, nếu như mà cái người đó không bị bệnh nan y và chết, hay là không bị tai nạn và chết, thì tất nhiên là tất cả mọi người đều phải trải qua quá trình lão hóa sau cái độ tuổi dậy thì, sau cái độ tuổi trưởng thành hết. Vậy thì đoạn này quá dễ dàng, chúng ta chọn dùng cô B ha mọi người. 30 chọn cô B. Rồi, ai thắc mắc gì thì mọi người cứ để lại comment cho cô, rồi cô sẽ ngồi cô reply từng cái ha. Rồi sang câu 31. Chữ X trong dòng 2 nó sẽ nói đến cái gì? Câu A là nói đến bệnh, câu B là nói đến tai nạn, câu C là nói tới vật thể sống và câu D là nói tới lão hóa. Rồi chữ X là nằm ở đoạn 1, vậy mình đọc lại cái đoạn 1 đó và đọc y xì đúc cái khúc đó luôn là nó cũng ra thôi. Rồi chữ X nó nằm ở giữa cái câu này, vậy mọi người chỉ cần đọc cho cô cái câu này thôi. Đây, quá trình lão hóa cuối cùng nó cũng sẽ xảy ra ở mọi sinh vật sống ha, miễn là bệnh và tai nạn sẽ không giết được nó trước đó. Vậy cái X ở đây mình có thể hiểu rằng là X là sinh vật sống đó, miễn là bệnh và tai nạn không giết được cái sinh vật sống đó trước đó thì cái sinh vật đó chắc chắn cũng sẽ phải trải qua quá trình lão hóa. Vậy thì X là thay cho living thing và mình quất luôn câu C mọi người. Đó rất là dễ dàng được chưa? Rồi, cô sang câu 32. Từ brittle được sử dụng trong đoạn 2 có nghĩa là gì? Câu A hard là cứng and endurable là bền, được ha, cứng và bền. Câu B là mềm và dễ uốn cong, bent là uốn cong. Câu C rigid là cứng cáp và không có linh hoạt. Và câu D là cứng nhưng mà dễ gãy. Rồi, vậy thì mình sẽ xem cho cô cái đoạn 2 chỗ nào mà có chữ brittle mình đọc vô thôi là xong. Đây, for example, ví dụ như là bones là xương ha mọi người. Xương sẽ từ từ trở nên nhẹ đi và sẽ giòn hơn mọi người. Chữ brittle mình dịch tiếng Việt là giòn á, giòn ở đây tức là nó gãy nhưng mà nó lộn, nó cứng nhưng mà nó dễ gãy được ha, tức là hard and easily broken. Vậy là mình chọn ngay 32D là xong. Rồi cô sang câu 33 luôn mấy đứa. Theo như trong bài thì cái tình huống nào sau đây sẽ phải chịu trách nhiệm cho nhiều loại bệnh của người già? DO là người già nè. Rồi câu A, động mạch sẽ trở nên, đúng rồi, động mạch sẽ trở nên dày hơn và sẽ trở nên constricted là hẹp hơn. Câu B, não sẽ bị nhỏ đi. Câu C là xương sẽ trở nên nhẹ hơn và giòn hơn. Và câu D là mạch máu sẽ dẫn đến tim, mạch máu nó sẽ dẫn đến tim, dẫn từ tim. Rồi, vậy thì câu 33, mọi người sẽ tìm cho cô cái chỗ nào mà nó có cái diseases of DO á. Thì nguyên cái cụm từ này mọi người sẽ dễ dàng thấy được rằng là nó xuất hiện trong đoạn 3. Được ha, diseases of the ages. Đó, the ages với DO giống y nhau thôi. Rồi, đoạn 3 nó sẽ nói như thế này, đọc giùm cô từ dòng đầu tiên. Nói chung đọc gần hết đoạn 3 luôn á, chỉ có dòng cuối cùng là dẹp thôi, không đọc. Rồi, đọc nè. Một trong những cái sự thay đổi mà nghiêm trọng nhất của người già là nó sẽ xảy ra ở cái phần động mạch. Thì cái động mạch này đó chính là cái mạch máu mà nó dẫn từ tim á. Rồi, động mạch sẽ trở nên thickened là dày hơn và constricted hẹp hơn. Và nó sẽ cho phép cái lượng máu chảy đến phần còn lại của cơ thể ít hơn. Và cái trường hợp này dù là trực tiếp hay gián tiếp thì nó cũng sẽ giải thích cho nhiều loại bệnh của người già. Vậy thì từ hai cái dòng màu xanh dương này mình sẽ dễ dàng quất ngay cho cô được câu A có đúng không mấy đứa? Đó, nhiều loại bệnh của người già đều xuất phát là do máu thôi. Được ha, động mạch nó sẽ dày hơn mà nó hẹp đi, máu nó sẽ không truyền đi được và người già sẽ một nùi bệnh là do cái vụ đó. Rồi vậy là xong được ha. Thì trong này chúng ta có hai cái từ mới, từ đầu tiên đó chính là constricted thì mọi người ghi chú là dùng cô mang nghĩa là hẹp. Đây là tính từ nha. Và một danh từ khá hay trong ngành sinh học đó chính là vessel. Vessel ở đây ngoài cái nghĩa là tàu ngầm mà mọi người học ra thì nó còn mang một cái nghĩa là mạch máu nữa. Nguyên một cụm chúng ta sử dụng là blood vessels là xong. Rồi câu 34 đây cũng chính là câu cuối cùng của cái bài đọc này luôn. Thì tất cả những điều dưới đây đều có lẽ là dấu hiệu bên ngoài của lão hóa ngoại trừ cái gì? Mọi người nhớ giúp cô là khi mọi người đọc câu hỏi mọi người thấy chữ except, tức là mọi người phải tìm cho cô được một cái chi tiết nào nó không có trong bài chưa? Chi tiết nào mọi người tìm thấy trong bài là mọi người loại ngay. Còn chi tiết nào mà không tìm thấy thì nó mới là đáp án đúng. Ok. Rồi, vậy thì vô dùng cô luôn cái đoạn số 1, đọc đoạn 1 và dòng 3, 4 là mọi người ra liền. Rồi, đầu tiên đoạn 1 dòng 3, 4 nó nói như này. Những cái dấu hiệu bên ngoài mà quen thuộc nhất của cái việc lão hóa có thể được nhìn thấy ở người già. Such as, ví dụ như là
The graying of the hair coi như là tóc bị bạc đi nè. Tóc bị bạc đi mọi người sẽ thấy ngay là nó rớt vào câu C. Tức là câu C có đề cập về chúng ta loại đi, loại câu C ha. Rồi, and the wrinkling of the skin coi như là cái sự lão hóa, lộn cái nếp nhăn trên da mặt của mình đó. Thì câu A nó cũng có cái ý này và câu A chúng ta loại. Rồi, skip một cái đoạn nhỏ và chúng ta sẽ đọc tới một cái câu nữa. Đó chính là mình cái câu mà a decline in hearing and eyesight, coi như là cái sự suy giảm về mặt thính lực cũng như là thị lực đó. Vậy thì là câu B nó có đề cập rồi. Vậy thì chỉ còn câu D là không có thôi, cho nên mình chọn câu D. The loss of appetite. Appetite là cái khẩu vị ăn uống nha mấy đứa. Đó, thì khẩu vị nó không có đề cập tới, cho nên mình chọn câu D. Rồi, và đây sẽ là kết thúc của bài đọc ngắn. Thì bạn nào mà đúng hết 5 câu rồi hãy comment cho cô biết ha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần bài đọc dài hơn. Thì vô tình cái đề chinh phục 1 này, hai cái bài đọc cô đều lấy chuyên đề về cái ngành gì đó. Nói chung là sinh học, khoa học gì đó vân vân. Được ha, nói chung là cho nên là từ vựng nó cũng hơi khó chút xíu. Thì cô nghĩ rằng là mấy đứa cũng nên cọ sát với nhiều bài đọc của nhiều chủ đề đi. Bởi vì đi thi mình cũng không biết rằng là mình sẽ đụng vào một cái bài đọc chủ đề gì. Mà nếu như mình có được một lượng từ của một cái chủ đề nào đó rồi á, thì khi mình thi đại học mình sẽ tự tin hơn. Tại vì chắc chắn là vài những cái từ chuyên ngành đó hay là những cái từ người ta hay xài á, trong phòng thi vô tình nó sẽ hiện ra cho mọi người như một phép màu luôn, rất là vi diệu. Rồi câu số 35. Cái gì đây? Được đề cập trong bài rằng the split, cái sự chia ra của cái ngành nhân chủng học này anthropology. Theo được cái sự chia ra của cái ngành nhân chủng học này thành hai cái ngành chính là một phần là do đâu? Câu A, do có nhiều kiến thức cần được học hơn. Câu B là do sự phát triển về ngành khoa học của con người. Câu C là do cái interpretation, là do cái sự giải thích của cái việc mà chủng tộc cũng như là văn hóa, do việc giải thích chủng tộc và văn hóa. Và câu D là do cái sự phát triển của ngành nhân chủng học này. Rồi, ok, chúng ta sẽ đọc cho cô đoạn số 1 và 3 dòng cuối cùng nha mọi người. Đọc dùng cô 3 dòng cuối cùng và mọi người cố gắng infer ra được cái ý của nó. Infer tức là suy ra đó, cố gắng suy ra được cái ý của nó. Thì trong 3 dòng cuối cùng nó nói như sau. The concept of race là cái khái niệm của chủng tộc là một khía cạnh. And that of culture, khía và cái khái niệm của văn hóa là một khía cạnh còn lại. Thì nó đã nhận được rất nhiều cái sự chú ý đặc biệt. Và mặc dù cái ý nghĩa của nó thì vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi. Nhưng mà những cái khái niệm này không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là những khái niệm mà phổ biến nhất trong số những khái niệm của vốn của cái từ vựng của những cái người mà chuyên gia ngành nhân chủng học. Thì coi như cái ý trong nguyên một cái phần này có nghĩa là cái ngành nhân chủng học này người ta chia nó ra thành hai cái. Một đó là race, chủng tộc. Hai đó là culture, là văn hóa. Và do hai cái thằng này là cái subject to debate, là cái chuyên đề, là cái chủ đề mà gây tranh cãi mọi người, cho nên người ta mới chia ra để người ta bàn luận sâu hơn, để người ta giải thích sâu hơn. Và chắc chắn chúng ta sẽ chọn ngay được câu C ha mọi người. Từ cái thằng a subject to debate này là chúng ta đã ra ngay được cái chữ interpretation rồi. Và đáp án chính là câu C. Đó, đây là cái kiểu đó thi đại học của người ta đó mọi người. Mình đọc mình phải hiểu được cái hàm ý, nội hàm ở bên trong, ok. Rồi cô sang câu 36. Nếu như mọi người chưa kịp hiểu câu 35, mọi người có thể stop cái video này lại tại đó và mọi người hãy nghe cô giảng lại ha. Mọi người sẽ thấm được thôi, chúng ta cần cái thời gian để não mình tư duy một xíu. Rồi câu 36. Theo như trong bài thì những cái nhà nhân chủng học hiện đại thì họ nghiên cứu cái gì? Câu A á, là họ vừa nghiên cứu cả về xã hội nguyên thủy, primitive là nguyên thủy, và xã hội hiện đại. Câu B á, là họ nghiên cứu những cái cộng đồng và những cái xã hội hiện đại. Câu C là họ nghiên cứu những cái enterprises, là những cái doanh nghiệp ha, những cái doanh nghiệp về công nghiệp hiện đại. Và câu D là họ chỉ nghiên cứu về những xã hội nguyên thủy và xã hội bộ lạc thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc cho cô đoạn số 1 luôn, nhưng mà đọc hai cái dòng đầu tiên là mọi người sẽ ra. Rồi, hai dòng đầu tiên nó nói như thế này nè mọi người. Anthropologists, đó, coi như là những cái nhà nhân chủng học ngày nay ở đây tức là hiện đại ha mọi người. Anthropologist today nó bằng với modern anthropologist ở dưới này đó. Vậy thì những cái nhà nhân chủng học hiện đại đó,
họ nghiên cứu hơn, họ nghiên cứu ngoài cái primitive society, tức là ngoài cái primitive society ra họ còn nghiên cứu cái gì đó nữa. Rồi đọc, cố gắng đọc thêm cái dòng tiếp theo là ra ngay nè mọi người. Cái việc nghiên cứu của họ đã kéo dài ha, đã mở rộng không chỉ về những cái bộ làng, lộn, không chỉ về nghiên cứu về những cái cộng đồng trong làng, mà những cộng đồng này nằm trong những cái xã hội hiện đại, mà họ còn nghiên cứu về những cái thành phố nữa, đặc biệt là những cái doanh nghiệp làm về công nghiệp này. Rồi, vậy thì cái đoạn số 2, ý cô nhầm cái dòng số 2, cái câu số 2 ấy mọi người. Ở đây nó có đề cập tới communities. Câu B có đề cập nè. Nó đề cập tới modern society và nó đề cập tới cả industrial enterprises. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc kỹ hơn, chúng ta sẽ có thể nhận ra được rằng là cái thằng village communities và cái thằng industrial enterprises thì hai thằng này là tập hợp con nha mọi người của thằng modern society. Vậy cho nên cái câu câu gì ta, câu B, both community and modern society là nó bị thiếu mọi người. Do là những cái nhà nhân chủng học này họ còn nghiên cứu về primitive nữa mà trong câu B không có, cho nên chúng ta loại câu B. Tiếp tục, câu C chỉ nghiên cứu về industrial enterprises thôi, vậy là nó chỉ nói tới cái thằng này thôi. Vậy primitive society dục đâu đúng không? Câu C loại. Câu D nó nói là nghiên cứu về primitive và tribal, trong cái tribal có đâu. Rồi xong, chúng ta chọn câu E là ok hả mấy đứa? Chuẩn. Rồi sang câu 37. Người ta hỏi chúng ta rằng là cái từ proliferate, đây là động từ nha. Động từ này trong đoạn 3 nó sẽ gần nghĩa với từ nào nhất? Câu A extend greatly là kéo dài tối đa. Câu B plunge sharply là giảm mạnh. Mọi người, plunge là giảm mà giảm cực mạnh luôn á, nó còn mạnh hơn cái động từ decline nữa. Được ha, sharply là một cái trạng từ nhấn mạnh thôi. Câu C increase quickly là tăng nhanh và câu D spread widely là lan rộng. Rồi thực ra là proliferate khi mọi người tra từ điển á, mọi người sẽ ra được là tăng nhanh, tăng cực kỳ nhanh luôn. Đó, sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Vậy đáp án chính là câu C, increase quickly. Rồi câu 38 mọi người, theo như trong bài thì ngành nhân chủng học thì được định nghĩa có khả năng cao nhất được định nghĩa là cái ngành nghiên cứu về cái gì? Rồi câu A nè. Câu A là ngành nhân chủng học này nó sẽ nghiên cứu về những cái characteristic, là những cái đặc tính của sinh học và văn hóa của loài người, về cái từ vựng của loài người. Câu B là nó sẽ nghiên cứu về cuộc sống của con người trên toàn thế giới. Câu C là nó sẽ là một trong những ngành khoa học của con người. Và câu D là nó nghiên cứu về sự phân bổ của loài người trên khắp thế giới. Rồi, câu 38 này thì mọi người sẽ moi lại cho cô là cái đoạn số 1, hai cái dòng đầu tiên. Khi mà nó đề cập tới chữ anthropology lần đầu tiên đó mọi người, thì một thường thường á, một cái thuật ngữ chuyên ngành nào mà được đề cập tới, mà khi mà mọi người đụng vô một cái câu hỏi mà nó hỏi là được định nghĩa như thế nào á, thì mọi người cứ cố gắng tìm cho cô nó nằm ở đâu đó dòng dòng đoạn 1, đoạn 2, làm từ từ nó cũng ra thôi, được chưa? Rồi thì đoạn 1 nó nói như vậy: Anthropology is the science of humans. Coi như là nhân chủng học này là một ngành khoa học của con người. Thì sự thật là nó chỉ là một trong những ngành khoa học của con người thôi. Và nó sẽ bringing together, tức là nó sẽ liên kết lại những cái discipline là những cái ngành, được không mọi người? Nó sẽ liên kết lại những cái ngành mà mục đích của những cái ngành này là để mô tả loài người và giải thích về họ on the basis of, trên nền tảng đặc tính sinh học và văn hóa. Vậy thì cái ngành nhân chủng học này là vừa giải thích về sinh học và vừa giải thích về văn hóa. Vậy chắc chắn đáp án của cô là rớt cái bẹp vô cô A, có phải không mấy đứa? Rồi quất luôn đi, 38A. Xong, quá dễ. Đó, mọi người công nhận không? Bài này á, từ vựng thì hơi mất dạy xíu, nhưng mà rất là dễ chọn đáp án, thực sự là như vậy luôn á. Và nhớ cho cô là ghi chú lại chữ distribution hay là sự phân bổ, và từ này là cái từ mọi người sẽ gặp rất 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 nhiều trong những cái buổi giải đề. Rồi câu 39. Which of the following is not mentioned in the passage?
thì nhớ lại là not mention, tức là không đề cập. Và nhớ cái nào có đề cập rồi thì mọi người gạch bỏ đi ngay cho cô ha. Đây là một cái skill vô cùng chắc kèo khi mình đi thi đó. Rồi, câu A. Ngành nhân chủng học has been subdivided, đã được chia nhỏ ra thành những cái specialized discipline, được chia nhỏ ra thành nhiều ngành khác nhau. Câu B. Anthropology nhận được đã cho thấy những cái sự mà chú ý vô cùng đặc biệt đối với khái niệm về chủng tộc. Câu C. Anthropology có liên quan đến sự nghiên cứu về sự khác nhau của loài người. Và câu D. Anthropologists, những nhà nhân chủng học đều đồng tình với ý nghĩa của chủng tộc và văn hóa. Rồi, câu này mình sẽ đọc cho cô 3 đoạn. Thứ nhất là đoạn 1 dòng số 3. Đoạn 1 dòng số 3 nó nói như vậy. Anthropology mô tả loài người và giải thích họ dựa trên các khái niệm về đặc tính biological and cultural. Tức là anthropology được chia ra làm hai ngành nha mọi người, được chia làm hai khía cạnh. Một là biological và hai là cultural. Thì hai khía cạnh ở đây người ta gom chung lại thành một cụm từ là specialized discipline. Đó là những cái ngành chuyên môn, ngành chuyên môn. Vậy câu A có đoạn ở dòng đoạn 1 dòng 3 nè, lại. Rồi câu B. Anthropology cho thấy cái sự tập trung vào khái niệm của chủng tộc, thì mọi người sẽ học cho cô là đoạn 1 dòng 5. The concept of race, đây, khái niệm về mặt chủng tộc, have received special attention. Khái niệm về chủng tộc đã nhận được rất nhiều những cái sự mà chú ý đặc biệt từ cái ngành khoa học đó. Vậy thì câu B có loại. Câu C. Ngành khoa học này nó có liên quan đến việc nghiên cứu sự khác biệt của loài người. Thì này mọi người đọc ẻn xuống dùng cô đoạn 2 dòng 1 là mọi người thấy ngay ha. Đoạn 2 dòng 1 nó nói nè, nó nói nguyên một cái câu đó luôn á. Anthropology is concerned with the study of human differences. Là câu C có luôn. Rồi loại luôn đi. Chọn câu D. Xong. Quá dễ dàng. Rồi biết đến đây mọi người có hiểu không ha? Nếu mọi người chưa kịp hiểu thì mọi người có thể dừng cái video lại. Rồi sang câu 40. Cụm từ first field of research trong đoạn 3 nó sẽ có khả năng nói đến những cái việc nghiên cứu của cái nào nhất. Câu A là xã hội nguyên thủy, câu B là xã hội công nghiệp, câu C là xã hội hiện đại và câu D là xã hội lớn. Rồi ok, chúng ta sẽ tìm cái chỗ nào mà có first field of research. Rồi đoạn 3 dòng đầu tiên nó sẽ nói cho mọi người nè. Những nhà nhân chủng học ngày nay ha, họ đã nghiên cứu hơn ngoài cái việc là nghiên cứu primitive society ra. Thì cái việc nghiên cứu của họ không chỉ là nghiên cứu về những cái làng trong cái xã hội hiện đại, mà họ còn nghiên cứu về những cái thành thị, và đặc biệt là họ còn nghiên cứu về những cái doanh nghiệp phát triển công nghiệp nữa. Nevertheless, tuy nhiên, cái ngành đầu tiên, cái ngành nghiên cứu đầu tiên của cái ngành nhân chủng học này. Vậy thì cái ngành nghiên cứu đầu tiên là được nhắc tới là thằng nào mọi người? Chính là primitive, có đúng không? Đó, sau khi họ nghiên cứu cái này xong thì họ nghiên cứu tới một cái nùi này. Đó, vậy có phải thằng primitive là thằng đầu tiên không? Rất dễ dàng, 40 chọn câu A. Không cần suy nghĩ nhiều luôn. Được chưa? Rồi câu 41. It can be inferred from the passage. Khi mọi người gặp infer tức là mọi người phải đọc bài và suy ra, chứ mình sẽ không thể nào mà tìm được một câu nguyên si ở trên bài đâu. Mọi người nhớ giùm cô chuyện đó. Thì chúng ta có thể suy ra từ cái bài này rằng là cái ngành nhân chủng học này được phát triển lần đầu tiên ở đâu. Câu A là ở một số những cái xã hội nguyên thủy. Câu B là ở một số những cái xã hội prehistoric, là hiện tiền sử. Câu C là ở một số những cái xã hội bộ lạc. Và câu D là ở Bắc Mỹ và ở châu Âu. Rồi đọc cho cô đoạn 2, từ dòng 5 đến dòng 7 là mọi người sẽ thấy ngay. Đoạn 2 dòng 5, 7 nó nói như vậy nè. Cái điều mà những cái xã hội này had in common, có chung với nhau á, đó chính là những xã hội này là một cái điều gì đó vô cùng khác biệt và rất là xa lạ đối với những cái người nghiên cứu về ngành nhân chủng học. And in the early phases of anthropology, và ở những giai đoạn đầu tiên của ngành nhân chủng học, thì những nhà nhân chủng học này luôn luôn là những người châu Âu và những người sống ở Bắc Mỹ. Thì ở cái giai đoạn đầu tiên, những cái nhà nhân chủng học đều ở châu Âu và đều ở Bắc Mỹ. Vậy điều đó có phải đồng nghĩa việc là ngành nhân chủng học này lần đầu tiên được phát triển ra là ở hai cái khu vực đó không mấy đứa? Châu Âu và Bắc Mỹ đúng không? Xong, D, nhẹ nhàng.
quá là nhẹ nhàng tình cảm luôn mọi người. Cô chưa bao giờ cô thấy cô cho một cái bài đọc nào nó dễ vậy luôn á, thiệt sự. Rồi câu cuối cùng rồi đây. Câu số 42. Được đề cập trong bài là ngành nhân chủng học này nó sẽ bắt đầu chia ra thành nhiều những cái ngành nhỏ nhỏ khác nhau là vào cái thời gian nào? Câu A thế kỷ 19, câu B là vào thời kỳ khám phá, câu C là vào thời kỳ tiền sử và câu D là ở thế kỷ 20. Rồi, đoạn số 4, dòng thứ 3 từ dưới đếm lên nha mọi người, đoạn 4, đoạn cuối cùng luôn á, nhưng mà dòng thứ 3 từ dưới đếm lên. Thì đây nó nói là more generally speaking, coi như là nói chung thì the vast field of, coi như là cái ngành nhân chủng học vào thế kỷ thứ 19 nó đã được chia nhỏ ra thành một loạt, được thành một loạt những cái specialized discipline, thành những cái chuyên ngành nho nhỏ khác nhau. Rồi, vậy điều này có nghĩa là cái ngành lớn này được chia ra thành những ngành nhỏ ở thế kỷ 19 là xong. Câu 42 chọn ngay cho cô A. Rồi, mọi người thấy thì sao? Mọi người đúng được bao nhiêu câu trên 13 câu mọi người? Hãy comment cho cô biết ha. Thì rồi bây giờ là coi như là cũng đã hết cái phần video của mình rồi. Thì cô mong rằng là mấy đứa sẽ có được một số điểm khá cao trên 8 đối với cái đề thi này. Thì do là cái đề thi này là cô đã cho cái mấy cái câu lẻ nó hơi khó rồi, cho nên là cô cho bài đọc nó dễ làm một chút xíu. Thì nếu như bạn nào mà đúng chưa nhiều lắm thì từ từ rồi chúng ta cũng sẽ tiến bộ. Nói chung là ai cũng sẽ có tiến bộ lên hết, mọi người cứ yên tâm. Rồi, tuần sau là thầy Khang, à không phải, nói chung là khoảng ngày mai đi ha, ngày mai là thầy Khang sẽ đăng cho mọi người cái lịch livestream của tuần sau luôn. Đó, thì mọi người cũng cố gắng chăm chỉ nghe livestream ha, để chúng ta có một cái kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tốt nhất có thể. Rồi, tạm biệt mọi người.